Video này thì sẽ chia sẻ cho bạn về 5 cái loại thực phẩm mà các bạn nên tránh hoặc là bớt ăn trong chế độ ăn uống hàng ngày nếu như mà các bạn đang cố gắng để có thể thụ thai. Và nếu như mà bạn biết được điều này, bạn hoàn toàn có thể tăng cường được cái khả năng thụ thai cao hơn và nhanh chóng chào đón tin vui hơn. Trong những cái năm gần đây thì các nhà khoa học đã bắt đầu là tiến hành nhiều những cái nghiên cứu hơn về cái chế độ ăn uống cũng như là những cái loại thực phẩm cụ thể mà các bậc cha mẹ tương lai lên thêm vào cái chế độ ăn uống hàng ngày hoặc là loại bỏ nó ra khỏi cái chế độ ăn uống hàng ngày để giúp cho các bạn có thể tăng cường được cái khả năng thụ thai cao hơn. Ngay sau đây thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn về 5 cái loại thực phẩm mà các bạn nên giảm thiểu trong chế độ ăn uống hàng ngày nếu như mà các bạn đang cố gắng để có thể thụ thai thành công. Và tôi sẽ đưa ra cho các bạn một số những cái lời khuyên về lối sống để nhằm là hỗ trợ cái khả năng sinh sản cho các bạn. Thực phẩm đầu tiên mà các bạn cần phải hạn chế trong chế độ ăn uống hàng ngày của mình đó chính là thịt đỏ và thịt chế biến sẵn. Các bạn có thể tham khảo các cái nghiên cứu này thì hiện tại người ta cho thấy rằng cái việc mà tiêu thụ nhiều thịt đỏ và thịt đã qua chế biến chẳng hạn như là thịt bò, thịt xông khói và xúc xích thì có khả năng là cái nguyên nhân gây ra vô sinh ở cả nam và nữ. Trong một cái nghiên cứu khác thì người ta cũng đã kiểm tra cái thông tin sức khỏe trên 141 nam giới và cái kết quả cho ra là những cái người mà ăn ít hơn 1,5 khẩu phần thịt chế biến mỗi tuần thì sẽ có cái cơ hội mang thai cao hơn 28% so với những cái người đàn ông mà ăn 4,3 khẩu phần thịt chế biến mỗi tuần. Ngoài ra thì cũng có một số những cái nghiên cứu người ta chứng minh được rằng những cái người phụ nữ khi mà họ hấp thu quá nhiều cái protein từ động vật thì nó cũng sẽ liên quan tới cái khả năng sinh sản bị thấp đi. Trong những cái nghiên cứu này thì người ta cũng cho rằng những cái người phụ nữ khi mà họ đáp ứng cái chế độ ăn uống sinh sản cao bao gồm là ăn nhiều những cái loại protein từ thực vật hơn là những cái loại protein từ động vật thì họ sẽ có cái tỷ lệ vô sinh do rối loạn rụng trứng thấp hơn rất là nhiều. Vì vậy các bạn hãy cân nhắc đó là thay thế cái nguồn protein từ động vật bằng những cái nguồn protein từ thực vật, chẳng hạn như là từ các cái loại đậu thì nó sẽ tốt hơn. Loại thực phẩm thứ hai mà các bạn cũng cần phải giảm bớt trong chế độ ăn uống sinh sản của mình đó chính là những cái loại thực phẩm mà nó có cái chỉ số đường huyết cao. Nếu như mà bạn đang muốn tăng cường cái khả năng thụ tinh của mình một cách cao nhất thì các bạn cần phải nhớ đó là hạn chế và giảm bớt những cái loại đồ ăn khi mà bạn ăn vào nó sẽ làm tăng cái đường huyết đột ngột của bạn lên, nó tăng cao lên một cách đột ngột. Và nhất là trong cái trường hợp mà các bạn ăn những loại thực phẩm này mà các bạn không ăn kèm với những cái loại thực phẩm mà nó giàu chất xơ để làm chậm cái sự tăng đó. Sự tăng đột ngột của đường huyết thì nó có thể làm cho bạn gặp phải những vấn đề về viêm nhiễm, thay đổi hormone và nó sẽ ngăn cản cái quá trình rụng trứng của bạn xảy ra. Các bạn có thể tham khảo một số những cái nghiên cứu trên trang PubMed. Đây là một cái trang chuẩn về y khoa ở trên thế giới. Và cái nghiên cứu này thì họ đã cho thấy rằng cái việc mà thay thế cái thực phẩm mà có chỉ số đường huyết cao bằng những thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp hơn thì có thể giúp cho bạn là cải thiện cái khả năng sinh sản, đặc biệt là ở người phụ nữ. Những cái loại thực phẩm mà nó có cái chỉ số đường huyết thấp thì nó đa số là các cái loại hạt hoặc là những cái loại rau phổ biến trong chế độ ăn Địa Trung Hải. Nếu như mà bạn hay ăn những cái loại thực phẩm mà nó có cái chỉ số đường huyết cao và bạn lại ăn ít những cái loại thực phẩm mà nó giàu chất xơ thì bây giờ các bạn hãy thay đổi cái việc đó là ăn bánh mì trắng hay là mì trắng bằng việc đó là ăn những cái loại ngũ cốc nguyên hạt thì nó sẽ tốt hơn. Cái loại thực phẩm thứ ba mà các bạn cũng nên hạn chế trong cái chế độ ăn uống sinh sản của mình đó chính là các loại đồ nướng và bánh ngọt. Thì trong những cái loại đồ nướng và bánh ngọt thì đa số chúng nó sẽ có chứa rất là nhiều những chất béo chuyển hóa và các cái chất béo bão hòa. Thì đây nó đều là những chất béo không tốt cho cái sức khỏe của chúng ta. Các bạn có thể quan sát ở đây có rất là nhiều những cái nghiên cứu khoa học thì họ đã chỉ ra rằng cái việc mà các bạn tiêu thụ những cái loại chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa, những cái chất béo không tốt này thì nó sẽ liên quan tới việc đó là nó làm giảm cái khả năng sinh sản của bạn và làm cho cái khả năng sinh sản của bạn sẽ kém hơn. Một cái chế độ ăn uống nếu như mà có quá nhiều những chất béo chuyển hóa và các cái chất béo bão hòa thì nó có thể liên quan tới việc đó là mắc các cái vấn đề về sinh sản cao hơn. Các bạn có thể quan sát ở đây có một số những cái nghiên cứu thì người ta cũng phát hiện ra rằng cái việc mà lựa chọn những cái chất béo chuyển hóa thay vì những thực phẩm chứa carbohydrate lành mạnh thì nó sẽ có liên quan tới cái nguy cơ đó là rối loạn rụng trứng, nó sẽ cao hơn 73% và cũng có thể là gây vô sinh cho bạn. Nhìn chung thì một cái chế độ ăn uống nếu như mà các bạn ăn những loại thực phẩm mà nó giàu những cái chất béo không bão hòa đơn hơn so với những chất béo chuyển hóa thì nó sẽ giúp cho bạn là có được cái khả năng sinh sản tốt hơn và nó sẽ đem lại nhiều những cái lợi ích hơn cho khả năng sinh sản của bạn. Vì vậy các bạn hãy thay vì các bạn là ăn những loại chất béo chuyển hóa thì bây giờ chuyển sang ăn nhiều hơn những cái loại thực phẩm mà nó chứa chất béo không bão hòa đơn
chẳng hạn như là quả bơ này, dầu ô liu hay là các cái loại hạt. Tiếp theo là cái loại thực phẩm thứ tư mà các bạn cũng nên tránh trong cái chế độ ăn uống sinh sản của mình, đó chính là những loại đồ uống mà có chứa quá nhiều đường. Các bạn có thể tham khảo ở đây thì một cái nghiên cứu trên 3.828 người phụ nữ ở độ tuổi từ 21 tới 45 và 1.045 đối tác nam đang có kế hoạch mang thai của họ. Khi mà họ phân tích cái tác động đến khả năng sinh sản của cái việc đó là uống cái đồ uống có chứa nhiều đường trong khoảng thời gian lên tới 12 chu kỳ kinh nguyệt, thì các cái nhà khoa học họ đã phát hiện ra rằng là nam giới và nữ giới thường xuyên uống đồ uống có đường, được định nghĩa là uống ít nhất là 7 ly mỗi tuần, thì đã bị giảm cái khả năng sinh sản đi rất là nhiều. Đặc biệt đó là những cái người phụ nữ khi mà họ tiêu thụ quá nhiều những đồ uống mà nó có chứa nhiều đường, thì người ta cũng thấy rằng cái số lượng trứng trưởng thành trong buồng trứng của họ nó sẽ ít hơn. Và đặc biệt nữa đó là cái số lượng trứng được thụ tinh cũng như là cái phôi thai được tạo thành nó cũng sẽ có cái chất lượng thấp hơn. Một số bạn trẻ hiện nay thì còn có những cái thói quen như là uống trà sữa. Thì các bạn uống trà sữa hàng ngày như vậy, trong trà sữa nó cũng có chứa rất là nhiều đường. Và đây cũng là một trong số những loại thức uống mà không tốt nếu như mà các bạn đang muốn thụ thai. Như vậy các bạn có thể thấy tất cả những loại đồ uống mà nó có chứa quá nhiều đường, chẳng hạn như là các loại nước ngọt này, soda rồi trà sữa, thì nó đều liên quan tới việc đó là làm giảm cái khả năng sinh sản của bạn. Nên là thay vì việc là các bạn uống những cái loại thực phẩm nó chứa nhiều đường như vậy, thì nếu như các bạn đang cố gắng để có thể thụ thai thành công thì hãy chuyển sang đó là uống nước lọc, hoặc là các bạn cũng có thể là uống những cái nước ép rau củ mà nó chứa ít đường thì nó sẽ tốt hơn cho khả năng sinh sản của bạn. Loại thực phẩm thứ 5 mà các bạn cũng cần phải tránh trong cái chế độ ăn uống sinh sản của mình đó chính là một số những loại thực phẩm từ sữa. Thì cái hàm lượng chất béo có trong một số những sản phẩm từ sữa thì dường như là nó có cái sự ảnh hưởng tới khả năng sinh sản theo giới tính. Với nam giới thì một số những cái loại sản phẩm từ sữa, đặc biệt đó là những cái sữa ít béo, thì nó sẽ tốt cho cái khả năng sinh sản của nam giới. Nhưng mà đối với cái sữa nguyên kem thì ngược lại, cái sữa nguyên kem ở đây tức là cái sữa tươi nguyên chất 100% nhưng nó đã qua tiệt trùng rồi, thì cái sữa này nó sẽ không tốt cho cái khả năng sinh sản của nam giới, bởi vì nó sẽ làm cho cái chất lượng của tinh dịch kém hơn. Tuy nhiên đối với phụ nữ thì khác, phụ nữ thì lại ngược lại so với nam giới, những cái loại sữa ít béo thì sẽ không tốt cho phụ nữ, còn những cái loại sữa mà nó nguyên kem thì nó sẽ tốt để cải thiện cái khả năng sinh sản của người phụ nữ tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo, đây là một vài những cái nghiên cứu vào năm 2007 được đăng trên trang PubMed, một cái trang chuẩn về y khoa trên thế giới. Và những cái nghiên cứu này thì đã cho thấy các cái sản phẩm từ sữa nguyên kem nhiều chất béo sẽ có liên quan đến việc đó là giảm cái nguy cơ vô sinh do không rụng trứng, trong khi các cái sản phẩm từ sữa ít béo nó có liên quan đến việc đó là tăng cái nguy cơ đó lên. Phụ nữ nếu như mà ăn các cái sản phẩm từ sữa nguyên kem ít nhất là một lần mỗi ngày sẽ có cái nguy cơ bị rối loạn rụng trứng thấp hơn 25% so với những người phụ nữ ăn những cái thực phẩm này không thường xuyên. Ngoài ra thì cái nghiên cứu này người ta cũng cho thấy là những cái người phụ nữ khi mà họ ăn nhiều hơn 2 cái khẩu phần ăn sữa ít béo mỗi ngày thì sẽ có cái nguy cơ vô sinh do không rụng trứng cao hơn 85% so với những cái người mà chỉ ăn sữa ít béo một lần mỗi tuần. Sẽ cần thêm một số những cái nghiên cứu nữa để có thể chứng minh được rằng những cái tác động của sữa đối với cái khả năng sinh sản. Tuy nhiên những cái nghiên cứu hiện tại thì người ta cũng chứng minh được rằng là những cái loại sữa nguyên kem thì có thể là giúp cải thiện cái khả năng sinh sản của người phụ nữ. Trong khi đó thì những cái loại sữa mà nó ít béo hay là không uống sữa thì nó sẽ tốt hơn cho nam giới. Tóm lại, nếu như mà vợ chồng bạn đang cố gắng để có thể thụ thai thành công thì hãy nhớ là loại bỏ bớt 5 cái loại thực phẩm mà tôi vừa nêu ra cho bạn trong cái chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Bao gồm đầu tiên đó là các cái loại thịt đỏ và thịt chế biến sẵn. Thứ hai đó là các cái loại thực phẩm mà có cái chỉ số đường huyết cao. Thứ ba đó là những cái loại đồ nướng hay là bánh ngọt. Thứ tư đó là đồ uống có chứa quá nhiều đường. Và cuối cùng đó là một số những cái sản phẩm từ sữa. Tất cả những loại thực phẩm mà tôi đưa ra cho bạn và khuyên bạn nên tránh trong chế độ ăn uống sinh sản thì nó đều là những loại thực phẩm mà có những cái nghiên cứu khoa học đi kèm, nên là các bạn có thể yên tâm về cái tính chính xác để áp dụng. Và chúc các bạn sớm có tin vui. Ok, cái video ngày hôm nay thì tôi xin kết thúc tại đây. Mong rằng qua video hôm nay thì nó đã đem lại những kiến thức hữu ích cho bạn. Và nếu như mà bạn còn bất kỳ thắc mắc gì, đừng ngại bình luận xuống bên dưới, hoặc là có thể nhắn Facebook Dược sĩ Kiều Mai Lan cho tôi. Cái link Facebook thì tôi để trong phần mô tả video và phần bình luận ở bên dưới. Các bạn hoàn toàn có thể bấm vào và đặt những cái câu hỏi thì tôi sẽ giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video. Nếu thấy video này hay, hữu ích thì cũng đừng quên bấm vào nút like, chia sẻ cho người thân bạn bè, bấm vào nút đăng ký theo dõi kênh và bấm vào hình quả chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào tiếp theo của tôi chia sẻ về cái chủ đề đó là sinh sản, mang thai và sinh con nhé. Xin chào và hẹn lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.